cuộc xung đột Đông Âu vẫn tiếp diễn với nhiều tình tiết mới. Nga tiết lộ đang thử nghiệm phương pháp chiến đấu mới ở mặt trận Ukraine, đó là gì? Đáng chú ý, Điện Kremlin tuyên bố tăng 50% mức chi tiêu quốc phòng và sẽ chú trọng xây dựng lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2023. Giữa lúc đó, Ukraine tiếp tục kêu gọi viện trợ thuyết phục Đức nhanh chóng chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot đến Kiev. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga cho rằng tránh đối đầu quân sự giữa các cường quốc hạt nhân là điều cần thiết. Ở một diễn biến khác, Thủ tướng Anh nói sẽ hành động nhiều hơn trước mối đe dọa từ Trung Quốc. Tại châu Á, Mỹ Ấn tập trận quân sự chung gần biên giới với Trung Quốc, Bắc Kinh phản ứng ra sao? Song song đó, Nhật Bản tăng cường quốc phòng, diễn tập mô phỏng tình huống bị tên lửa đạn đạo tấn công. Đánh chất nổ liêu chết ở Pakistan, 4 người thiệt mạng. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự quốc tế, những diễn biến liên quan đến mặt trận Đông Âu, cùng nhiều tin tức đáng chú ý trên thế giới sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Theo TASS đưa tin, trong cuộc họp diễn ra hôm 30 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Nga sẽ tăng 50% mức chi tiêu quốc phòng trong năm 2023 để đảm bảo quân đội được trang bị 97% vũ khí và trang thiết bị quân sự. Ông Shoigu cũng chỉ ra, điều quan trọng là các nhà thầu quốc phòng phải sản xuất vũ khí hết công suất, đảm bảo sớm giao khí tải cho quân đội. Lực lượng quân sự Nga cần tiếp tục hiện đại hóa và phát triển các loại vũ khí tối tân để triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Theo TASS, kế hoạch mua sắm quốc phòng của Nga được xây dựng dựa trên chương trình phát triển vũ khí của nhà nước. Tuy nhiên, quy mô của kế hoạch mua sắm quốc phòng không được tiết lộ. Dữ liệu vào năm 2018 cho thấy, chương trình vũ khí nhà nước Nga có hiệu lực giai đoạn 2018-2027 với ngân sách 20.000 tỷ rúp, tương đương khoảng 330 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện hành. Giám đốc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos Yuri Borisov, cựu phó thủ tướng giám sát ngành công nghiệp quốc phòng Nga trong giai đoạn 2018-2022 cho biết, đến năm 2021, mục tiêu mua sắm quốc phòng của Nga đã đạt 98%. Hồi đầu tháng 4, ông Borisov cũng nói rằng chương trình vũ khí mới của Nga là sẽ chú trọng tạo ra các khí tài mới, chú trọng chất lượng, bao gồm vũ khí năng lượng định hướng và vũ khí động năng, cũng như các hệ thống điều khiển dựa trên trí tuệ nhân tạo và robot. Cũng trong cuộc họp vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, quân đội nước này đang thử nghiệm những phương thức chiến đấu mới cho lực lượng tên lửa và pháo binh thông qua chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cụ thể, ông Shoigu chỉ ra, áp đảo kẻ thù thông qua hỏa lực là một phần quan trọng đóng góp vào thành công của hoạt động quân sự. Lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đóng vai trò chính yếu trong mục tiêu này. Họ đã thử nghiệm các chiến thuật mới trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, sử dụng các hệ thống vũ khí giám sát và tấn công, bao gồm máy bay không người lái, cùng các mẫu vũ khí hiện đại và tiên tiến khác. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong các hoạt động quân sự, lực lượng tên lửa và pháo binh, một nhánh của lục quân Nga, là đơn vị chủ lực giao tranh với đối thủ bằng hỏa lực và vũ khí hạt nhân. Nhóm này bao gồm các lữ đoàn tên lửa và pháo binh, trung đoàn và tiểu đoàn, tất cả đều riêng biệt và là một phần của các sư đoàn, lữ đoàn cũng như căn cứ quân sự. Đáng chú ý, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu còn cho biết, nước này sẽ đặc biệt chú ý xây dựng cơ sở hạ tầng cho lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2023, thông tin do Reuters đăng tải ngày 30 tháng 11. Cụ thể, trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Shoigu khẳng định sẽ cải thiện khả năng chiến đấu của lực lượng tên lửa và đang xây dựng các cơ sở chứa hệ thống tên lửa mới. Theo Reuters, Nga có vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới với gần 6.000 đầu đạn. Tổng thống Vladimir Putin đã đặt các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Ukraine dưới chiếc ô hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng sẽ sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bằng mọi phương tiện sẵn có. Trong khi đó, Mỹ đã cảnh báo Nga về hậu quả nghiêm trọng nếu Moscow quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Trong tuần này, Nga và Mỹ dự kiến tổ chức cuộc đàm phán tại Cairo về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New Start. Đây là hiệp ước có tính ràng buộc pháp lý duy nhất còn lại trong việc kiểm soát vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ. Tuy nhiên, Moscow đã thông báo hoãn đàm phán ngay trước thềm cuộc họp, đồng thời cáo buộc Mỹ có hành vi chống Nga và cố gắng thao túng hiệp ước để có lợi cho mình. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 30 tháng 11 tuyên bố, điều quan trọng là phải tránh bất kỳ hình thức đối đầu quân sự nào giữa các cường quốc hạt nhân, ngay cả khi nó liên quan đến vũ khí thông thường. Theo Reuters, đây là nhận xét của ông Lavrov tại buổi nói chuyện với những người tham gia chương trình giáo dục đối thoại vì tương lai ở Moscow và đã được công bố trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga. Bên cạnh đó, ông Lavrov cũng cho rằng phương Tây đang thúc đẩy Ukraine tiếp tục chống lại Nga và sự leo thang có thể trở nên không thể kiểm soát. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nhiều lần cảnh báo sử dụng hạt nhân tại Ukraine. Tuy nhiên, một số quan chức hàng đầu của nước này đã nhiều lần phủ nhận kế hoạch nói trên và cáo buộc phương Tây đang tăng cường vũ khí hạt nhân. Các nước phương Tây, dẫn đầu là Mỹ, đã cung cấp gói hỗ trợ quân sự chưa từng có cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này chống lại Nga. Moscow cho rằng điều này khiến NATO trở thành một bên tham gia xung đột, mặc dù cả hai bên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh đối đầu trực tiếp. Ukraine không phải là thành viên của NATO, nhưng đang tìm cách gia nhập liên minh này. Nga cho biết tham gia NATO của Ukraine và việc mở rộng liên minh về phía đông kể từ khi Liên Xô sụp đổ năm 1991 là một trong những lý do đằng sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào ngày 24 tháng 2. Giữa lúc đó, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Dmitry Kuleba hôm 30 tháng 11 cho rằng Ukraine cần hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự của nước này trước cuộc tấn công dữ dội của Nga, đồng thời cho biết thêm rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục Đức chuyển giao hệ thống này đến Ukraine. Kể từ đầu tháng 10 tới nay, Nga đã thường xuyên tiến hành các cuộc oanh kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây ra thiệt hại nặng nề giữa lúc nhiệt độ giảm xuống. Đợt pháo kích lớn gần đây nhất xảy ra vào ngày 23 tháng 11 đã gây thiệt hại trên diện rộng. Chính quyền Kiev và các đồng minh cho rằng đây là một chiến dịch có chủ đích, nhắm vào các thường dân và có thể xem là một tội ác chiến tranh. Trong khi đó, phía Nga thừa nhận đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine, nhưng bác bỏ việc nhắm vào dân thường. Phát biểu sau cuộc gặp với các ngoại trưởng NATO ở Bucharest, ông Kuleba cho biết ông tin tưởng lời hứa của các đồng minh trong việc hỗ trợ đất nước của ông khi cần thiết. Tuy nhiên, viện trợ quân sự cần phải được thực hiện nhanh hơn. Trong khi đó, ưu tiên hàng đầu là các phụ tùng thay thế để sửa chữa các cơ sở năng lượng, xe tăng và hệ thống phòng không để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai, ông Kuleba nói thêm. Tôi muốn truyền tải thông điệp rằng hãy cung cấp hệ thống Patriot càng sớm càng tốt, vì đây là khí tài mà Ukraine cần để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của mình, Ngoại trưởng nhấn mạnh. Trước đó vào ngày 24 tháng 11, Đức đã hỗ trợ Ba Lan triển khai các hệ thống phòng thủ chống tên lửa Patriot ở biên giới Ba Lan-Ukraine sau khi một tên lửa đã rơi trên lãnh thổ Ba Lan làm 2 người thiệt mạng. Về phần mình, Ba Lan cũng đã đề nghị Đức triển khai các hệ thống này ở phía biên giới Ukraine. Nếu Đức sẵn sàng cung cấp Patriot cho Ba Lan và Ba Lan sẵn sàng trao chúng cho Ukraine, thì tôi nghĩ giải pháp cho chính phủ Đức là rõ ràng, ông Kuleba nói và cho biết thêm rằng Kiev sẽ thuyết phục Berlin về vấn đề này. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 30 tháng 11 cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trút sự giận dữ của mình lên người dân Ukraine, phá hủy hơn 1/3 cơ sở năng lượng cũng như hệ thống cung cấp nước ở nước này, nhưng chiến dịch này sẽ không hiệu quả. Phát biểu sau cuộc họp của NATO tại Bucharest, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng đây là những mục tiêu mới của Tổng thống Putin, nhưng chiến lược này đã không và sẽ không hiệu quả. Bên cạnh đó, ông Blinken còn cho rằng Mỹ như các đồng minh NATO cũng bày tỏ lo ngại về việc Trung Quốc và Nga đang tăng cường hợp tác quân sự, trong đó bao gồm việc sử dụng thông tin sai lệch cũng như việc xây dựng lực lượng quân đội một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng chúng tôi cam kết duy trì đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc bất cứ khi nào có thể và hoan nghênh các cơ hội cùng nhau giải quyết những thách thức chung. Ở một diễn biến khác, theo Republic World, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên đã chính thức lên tiếng phản đối cuộc tập trận quân sự chung gần biên giới Trung Quốc giữa Mỹ và Ấn Độ, đồng thời cho rằng hoạt động này không mang tính xây dựng lòng tin giữa Bắc Kinh và New Delhi. Theo đó, ông Triệu nói rằng cuộc tập trận quân sự chung giữa Ấn Độ và Mỹ gần LAC, biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, đã vi phạm các thỏa thuận năm 1993 và 1996 giữa hai nước. Điều này không mang lại sự tin tưởng lẫn nhau giữa Trung Quốc và Ấn Độ, và Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc này. Ông Triệu nói thêm, được biết, Mỹ và Ấn Độ đã bắt đầu tham gia các cuộc tập trận chung mang tên Yudh Abhyas từ ngày 16 tháng 11 và sẽ kéo dài trong 15 ngày. Cuộc tập trận thường niên diễn ra quanh Auli, đồn trên núi ở bang Uttarakhand, miền Bắc Ấn Độ. và diễn ra tại địa điểm cách LAC, đường kiểm soát thực tế 100 km. Đây cũng là lý do khiến Bắc Kinh phản đối cuộc tập trận quân sự Ấn Mỹ. Trung Quốc coi cuộc tập trận này là hành vi vi phạm các thỏa thuận giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Tuy nhiên, thỏa thuận chung giữa hai nước là thông báo cho đối phương về bất kỳ cuộc huấn luyện quân sự nào để tránh sự hiểu lầm về việc chuẩn bị chiến tranh từ phía bên kia, theo Republic World. Cuộc tập trận Yudh Abhyas 2022 là phiên bản thứ 18 của cuộc tập trận quân sự song phương, trong đó quân đội Ấn Mỹ sẽ tập trung vào việc sử dụng một nhóm tiểu đoàn bộ binh trong các hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ thiên tai dưới sự ủy thác của Liên Hợp Quốc. Quân đội Mỹ tham gia cuộc tập trận này đến từ lữ đoàn 2 của sư đoàn Dù 11, trong khi các quân nhân Ấn Độ trong cuộc tập trận này là thành viên của trung đoàn Assam. Yudh Abhyas 2022 sẽ tập trung vào việc triển khai chiến đấu tổng hợp theo nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc. Những hình ảnh được chia sẻ từ địa điểm huấn luyện cho thấy các binh sĩ thực hiện kỹ năng tác chiến trên núi, sơ tán thương vong, leo núi đá, bắn bẫy và các thủ tục hậu cần. Hồi năm ngoái, cuộc tập trận này được tổ chức ở Alaska của Mỹ. Theo Reuters đưa tin, Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 30 tháng 11 cho biết sẽ hành động nhiều hơn trước mối đe dọa địa chính trị nghiêm trọng đang mở rộng từ Trung Quốc. Phát biểu tại buổi chất vấn Thủ tướng hàng tuần được tổ chức tại Quốc hội Vương quốc Anh, ông Sunak nói rằng chính phủ đang nỗ lực đảm bảo các vấn đề an ninh quốc gia và các hành động đang được thực hiện trên mặt trận trong nước. Trung Quốc thực sự là một quốc gia có các giá trị cơ bản khác với chúng ta và có ý định định hình lại trật tự quốc tế. Nhưng hành động có ý nghĩa hơn là lời nói, và đó là lý do tại sao chúng ta thông qua đạo luật đầu tư và an ninh quốc gia mới, ông Sunak nói. Trong khi đó, liên quan đến vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại Anh, khi được hỏi liệu chính phủ có đưa ra luật khẩn cấp để trục xuất những người di cư bất pháp hay không, nhà lãnh đạo nói rằng chính phủ quyết tâm làm bất cứ điều gì để có thể loại bỏ tình trạng này. Trước đó, ngày 7 tháng 11, Thủ tướng Anh Rishi Sunak bày tỏ sự lạc quan trong việc hợp tác với Pháp để giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp qua eo biển Manche và cho biết hai nước này đã đạt được một thỏa thuận mới về vấn đề này. Theo hãng tin Reuters, sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 ở Ai Cập, ông Sunak nói với các phóng viên rằng cuộc gặp với Tổng thống Macron rất tuyệt vời, mang đến cho Anh cơ hội hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước khác để giải quyết vấn đề di cư trái phép. Anh đã chứng kiến số lượng người nhập cư trái phép bằng thuyền nhỏ vượt qua eo biển Manche đến Anh không ngừng gia tăng, gây một áp lực to lớn lên chính phủ nước này. Tại châu Á, NHK đưa tin hôm 30 tháng 11, lần đầu tiên, một cuộc diễn tập mô phỏng đối phó vụ phóng tên lửa đạn đạo đã được tổ chức trên hòn đảo Yonaguni, xa xôi ở phía tây Nhật Bản. Cuộc diễn tập do chính phủ, chính quyền tỉnh và giới chức thị trấn Yonaguni ở tỉnh Okinawa đồng tổ chức, với sự tham gia của 22 cư dân, bao gồm trẻ em. Hoạt động trên được tổ chức với nội dung giả định tình huống một quốc gia nước ngoài bắn tên lửa đạn đạo vươn tới hòn đảo. Được biết, đảo Yonaguni cách đảo Đài Loan khoảng 110 km. Hồi tháng 8, 6 tên lửa đạn đạo mà Trung Quốc phóng trong các cuộc tập trận quy mô gần đảo Đài Loan đã rơi xuống vùng biển quanh khu vực này. Trong buổi diễn tập, còi báo động không kích đã vang lên liên hồi, kêu gọi cư dân trên đảo sơ tán. Những người tham gia đã chạy vào một trung tâm cộng đồng trú ẩn. Họ nấp vào nơi không có cửa sổ để tránh vụ nổ. Tại tòa thị chính, các quan chức đã chui xuống gầm bàn và tiếp nhận các cuộc gọi từ người dân. Trong khi đó, phát thanh viên liên tục kêu gọi du khách trên đảo tìm chỗ trú tránh an toàn. Một phụ nữ 40 tuổi tham gia cuộc diễn tập chia sẻ, đây là hoạt động bổ ích vì trước đó cô không biết nên làm gì trong trường hợp hòn đảo bị trúng pháo kích. Một người khác nói rằng tên lửa thường lao tới như một cơn bão dữ trong 10 phút, vì vậy rất khó đối phó với trường hợp đó. Thị trưởng thị trấn Itokazu Kenichi cho biết đây là cuộc chạy đua với thời gian, có thể giới chức phải tăng cường xây dựng những nơi trú ẩn để người dân có thể nhanh chóng sơ tán, chẳng hạn như xây chỗ trú ngay trong vườn của các hộ gia đình. Reuters đưa tin hôm 30 tháng 11, một kẻ đánh chất nổ liều chết của Taliban ở Pakistan đã lao vào cảnh sát bảo vệ nhóm người tiêm phòng vaccine bại liệt ở gần thành phố Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan, thuộc vùng Tây Nam nước này. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTIP), một tổ chức bảo trợ các nhóm chiến binh vũ trang Hồi giáo khác nhau hoạt động dọc theo biên giới Afghanistan-Pakistan, đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công. Chia sẻ với Reuters, cảnh sát Abdul Haq cho biết các nạn nhân bao gồm một cảnh sát, một phụ nữ và một trẻ em. Một số người bị thương rơi vào tình trạng nguy kịch, một người không qua khỏi dù đã được đưa vào bệnh viện. Quan chức Wasim Bhatt cho biết trong số những người bị thương có 15 cảnh sát. Theo Reuters, Các chiến binh Hồi giáo ở Pakistan thường nhắm mục tiêu vào các nhóm tiêm phòng bại liệt và lan truyền tin đồn rằng tiêm chủng là công cụ phương Tây dùng để theo dõi người tiêm và khiến người Hồi giáo bị vô sinh. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.